và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Vũ Nổi Mùa Xuân. Vâng, xuân đã về, tất cả mọi người là vô tết để cảm nhận xuân đã về. Xuân đã về để được biết, để mong rằng, để những cơn đảo thêm thắm. Xuân đã về để bắt thơ cao mới tươi cười. Xuân đã về, tô phong trên thành phố xuân, qua một ngày của cửa xuân. Nhưng chắc chắn không có một cách cảm nhận nào thú vị và lãng mạn bằng âm nhạc. Và cụ thể ở đây là qua sự bước nhảy. Thưa quý vị, thành thật mà nói, khi bước nhảy, mà không phải ai cho chúng ta cũng có thể nhảy được. Nhưng chúng ta vẫn là những công trong mặt nhạc của đất trời. Vì lời chúc của tôi, một tưởng quý vị cũng chính là những nốt nhạc trong mặt nhạc đó. Và như thế, chúng ta đang cùng nhau hòa nhịp trong bước nhảy của xuân.